Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những cải tiến trong chiến thuật của Nga cùng với sự suy yếu của hàng phòng thủ đối phương đã giúp cho Moscow tiến bước thần tốc trong những tháng vừa qua và một thành trì nữa của Ukraine vừa mới sụp đổ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này ngay sau đây. Ukraine mất pháo đài chiến lược vào tay người Nga nơi có nguồn dự trữ tài nguyên khổng lồ. Trong vòng 24 giờ qua thì quân đội Nga đã kiểm soát Vuleda, nơi mà từ năm 2022 đến nay đã là điểm nóng giằng co của hai bên. Lực lượng Nga đã bao vây lính Ukraine trong thị trấn, dần dần khép chặt vòng vây từ mọi phía và khiến cho quân phòng thủ càng ngày càng trở nên khó tiếp tế hoặc liên chuyển quân. Vòng vây ngày càng siết chặt cho đến khi lực lượng Nga tiến vào được trung tâm của Vuleda. Phía Ukraine cũng đã chính thức xác nhận là để mất Voleda, nơi này đã không còn xuất hiện trong các báo cáo của bộ tổng tham mưu ukraine trong khi trước đó một ngày thì nó vẫn được nhắc đến cuối cùng thì họ cũng đã phải chính thức ra lệnh rút quân khỏi thành phố sau các cuộc tấn công của nga vào hai biên giới làm kiệt quệ khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang ukraine có thể nói rằng trận chiến ở voleda gần như lặp lại hoàn toàn kịch bản các trận chiến tại bakhmut và adipka như mọi khi nga sử dụng chiến thuật nồi hơi nhỏ họ có lợi thế về hỏa lực pháo binh và bom trong khi phía ukraine có lợi thế về uav các binh sĩ Ukraine ở Volodya đã nhận được lệnh rút lui muộn hơn mức cần thiết khi mà chính quyền Kiev buộc họ phải giữ vị trí của mình thêm vài ngày nữa, dù biết chắc là trước sau gì cũng sẽ mất. Cũng giống như tại trận chiến tại Adipka, phía Nga đã chừa ra một lối thoát cho đối phương rút lui, nhưng mà họ lại phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Những binh sĩ Ukraine bị thương nặng đã bị bỏ lại. Và cũng giống như Bakhmut, Adipka, Volodya hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn. Hình ảnh quân đội Nga cắm cờ trên mái tòa nhà hành chính ở trung tâm Volodya vào hôm 2 tháng 10 cho thấy Công trình này đã bị biến thành một đống đổ nát. Trong khi các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng việc chiếm được Voleda khó có thể thay đổi hoàn toàn được tiến trình tấn công ở phía tây vùng Danes, bởi vì thành phố này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng. Thì tờ Bloomberg vào hôm qua ngày 2 tháng 10 lại nhận định ngược lại. Họ viết rằng người Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn khai thác than quan trọng Voleda và điều này mang lại lợi thế chiến lược cho Điện Kremlin. Voleda là một vị trí đắc địa trên chiến trường vào mùa đông sắp tới, với những tòa nhà cao tầng tọa lạc trên những vùng đất cao giữa những cánh đồng bằng phẳng và nằm ở giao lộ của mặt trận phía đông và phía nam. Khu vực này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tiếp viện hậu cần của cả Nga và Ukraine. Phía Ukraine đã từng sử dụng thành phố này làm bệ phóng để pháo kích các chuyến tiếp viện quân sự của Nga trong khu vực này. Thành phố này cũng nằm cách tuyến đường sắt do Nga kiểm soát giữa thành phố Donetsk và Crimea khoảng 18 km, nối Donetsk với các vùng Mariupol, Crimea, Zaporozhye và Kherson. Rõ ràng là việc kiểm soát Fuleda sẽ mở đường cho lực lượng Nga tiến vào những nơi khác. Nga chiếm thành phố này song song với việc tiến công tương đối nhanh chóng theo phía Tây Danes và phía Nam. Cả hai hướng tấn công này đều là một phần trong kế hoạch của Bộ Chỉ huy Nga nhằm tiếp cận phía sau các tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Danes. Mục đích cuối cùng đó là phải biến phần lớn mặt trận phía Tây Nam Danes thành một cái vạc dầu, khép chặt các mũi tiến công cả từ phía Bắc Pokrov, Selidovo, từ phía Nam Voleda và từ phía Tây Kurakovo. Nhằm buộc quân đội Ukraine phải rút lui tới sát vùng biên giới đến và Zaporizhzhia. Điều này cũng cho thấy là người Nga đã có một kế hoạch tấn công trên một mặt trận rộng lớn hơn hướng tới Dnipro và Zaporizhzhia. Cũng trong ngày hôm qua, tờ Washington Post nhận định rằng hỏa lực pháo binh và ưu thế trên không giúp cho người Nga tiến xa trên chiến trường, nhưng chính những cải tiến trong chiến thuật mới giúp cho người Nga đạt được những thành công nhanh chóng trong vài tháng qua tại mặt trận Donbas. Tờ này viết rằng chỉ trong 2 tháng gần đây thì lực lượng Nga đã tiến quân với tốc độ chưa từng thấy kể từ đầu cuộc chiến họ đã chiếm thêm được 511 km vuông từ Bắc Mút đến Vuleda. Và một trong những yếu tố làm nên thành công này là chính Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ, giảm thiểu khả năng bị phát hiện và gây khó khăn cho đối phương trong việc bắn trả bằng UAV. Thêm vào đó thì Nga đã cải thiện thông tin liên lạc chiến đấu, giúp phối hợp các cuộc tấn công nhuần nhuyễn hơn. Ngoài ra thì cuộc tấn công ở vùng Kursk đã khiến cho lực lượng Ukraine bị giàn trải, làm giảm nguồn lực của các lữ đoàn tại Donbass và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu quân trong khi những binh sĩ tinh nhuệ giàu kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine thì thiệt mạng, còn những tân binh thì quá yếu kém. Yếu tố cuối cùng dẫn đến sự thất bại của Ukraine đó là việc phương Tây hỗ trợ không đủ cho họ. Theo tờ Washington Post thì tất cả những yếu tố này đã góp phần giúp cho Nga tiến lên thần tốc tại Donetsk trong vòng tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Trong khi đó thì tờ Telegraph của Anh ngày hôm qua viết rằng chiến tranh ở Ukraine đã làm suy yếu hệ thống phòng không của Israel trước cuộc tấn công của Iran. Iran đã bắn khoảng 180 tên lửa đạn đạo trong đêm ngày 1 tháng 10 và theo truyền thông phương Tây thì phần lớn trong số đó đã bị phòng không Israel đánh chặn. Nhưng có một số tên lửa đã vượt qua được hệ thống vòm sắt và điều này làm dấy lên câu hỏi là liệu Iran đã đánh bại được một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất của thế giới hay chưa? Tờ báo này lý giải rằng một phần nguyên nhân đó là vì phương Tây đã tập trung chuyển các hệ thống phòng không tới bảo vệ Ukraine và điều này lại làm suy yếu khả năng phòng thủ của Israel. Telegraph đã viết như sau. Số lượng tên lửa đánh chặn có hạn, những nỗ lực của phương Tây nhằm giúp Ukraine phòng thủ trước vụ không kích của Nga đã dẫn đến việc tiêu tốn nguồn lực đáng kể trong lĩnh vực này, vì cả Israel và Ukraine đều phụ thuộc nhiều vào các tên lửa đánh chặn của Mỹ. Nếu Iran, Israel trả đũa qua lại, Trung Đông sẽ ra sao? Hiện tại thì Trung Đông giống như là một thùng thuốc nổ. Nhiều người đang cố gắng dự đoán liệu Israel có bắt đầu chiến tranh hay trả đũa Iran hay không sau cuộc tấn công của Iran vào đêm 1 tháng 10. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng Trung Đông sẽ có một cuộc chiến lớn, nhưng không phải là lúc này, bởi vì điều quan trọng đối với Israel đó là phải tiêu diệt được các lực lượng ủy nhiệm thân Iran ở biên giới của mình. Và chỉ sau khi hoàn thành điều đó thì họ mới chuyển sang mục tiêu chính là phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran. Đó cũng là lý do tại sao vào hôm 1 tháng 10 thì Iran chỉ đáp trả bằng một cuộc tấn công tên lửa có giới hạn. Để hiểu về những gì đang xảy ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu lại một số sự kiện như sau. Vào ngày 20 tháng 5 thì tổng thống Iran lúc bấy giờ là Ibrahim Raisi đã qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng. Sau các cuộc bầu cử thì kết quả đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Ông Masoud Pezeshkian là một người ôn hòa đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Pezeshkian là một chuyên gia phẫu thuật tim không có kinh nghiệm về chính trị. Ông này đã vận động tranh cử với kế hoạch kết nối với phương Tây nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng đến ngày 30 tháng 7 thì thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại thủ đô Tehran trong một nhà khách do quân đội Iran quản lý sau khi tham dự lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Pezeshkian. Vụ ám sát Haniyev này là một hành vi chống lại chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran và đây cũng là một hành vi phạm tội cá nhân chống lại chức vụ Tổng thống của Masoud Pezeshkian. Lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei và Bộ chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã ra sức thuyết phục phải trả đũa tấn công, nhưng mà vị Tân Tổng thống thì vẫn lập luận rằng vào thời điểm đó ông ấy vẫn hy vọng rằng chính quyền ông Biden sẽ dàn xếp lệnh ngừng bắn ở Gaza và muốn tránh việc Iran bị đổ lỗi cho sự thất bại của các cuộc đàm phán đó. Tổng thống Pezeshkian tiếp tục đường lối ôn hòa của mình. Vào ngày 23 tháng 9 thì trong thời gian tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông này một lần nữa đưa ra lời thăm dò về một thỏa thuận mới với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran và ông ấy hy vọng rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó ở Iran, giới lãnh đạo cao cấp như là Đại giáo chủ Ali Khamenei hay là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tỏ ra nghi ngờ và cực kỳ cảnh giác với những cuộc đàm phán như vậy. Bốn ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Iran tại Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Israel tiếp tục giết chết thủ lĩnh của Hezbollah, Hassan Nasrallah, người có vai trò chính trong trục liên minh vũ trang do Iran lãnh đạo. Một số thủ lĩnh khác của Hezbollah, cùng với phó chỉ huy của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Abbas Niforosan, cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah chứng minh rằng chính sách ôn hòa của Tổng thống Pezeskian đã thất bại. Sau khi từ Mỹ trở về Tehran, Giọng điệu của tổng thống Pezeshkian đã thay đổi. Truyền thông Iran cho biết rằng, phát biểu tại phiên họp nội các vào chủ nhật thì ông Pezeshkian cho biết, Tehran cần phải đưa ra những phản ứng quyết đoán đối với chế độ tội phạm Israel. Đó là lý do dẫn đến cuộc tấn công trả đũa của Iran vào đêm ngày 1 tháng 10. Về phía Israel thì thủ tướng Netanyahu có thể nói là đã rất tinh quái khi lựa chọn thời điểm bắt đầu chiến dịch chiến tranh đổ bộ vào liban đúng thời điểm nước Mỹ đang bước vào giai đoạn bầu cử gay cấn tình thế đó khiến cho đảng dân chủ không thể lên án hay là ruồng bỏ israel nhằm tránh mang lại lợi thế cho chiến dịch tranh cử của donald trump ngoài ra cuộc chiến ở ukraine còn giúp ích cho israel bởi vì truyền thông phương tây đang tập trung vào việc đưa tin chống lại nước nga và ông putin chưa kể đến đó là lúc này thì nga vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc chiến của israel và đang giúp kiềm chế iran tránh không để cho chiến tranh lan rộng ra toàn khu vực đó là lý do tại sao israel nâng cao mức độ leo thang bắt đầu từ việc tấn công lãnh sự quán Iran tại thủ đô Syria cho đến tiêu diệt thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Iran, tiếp đến là các vụ tấn công nổ máy nhắn tin tại Liban và tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah. Cuối cùng, sau 2 tháng trì hoãn kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Tehran, Iran đã phải trả đũa. Nước này tuyên bố rằng chiến dịch lời hứa đích thực 2 đã phá hủy một số căn cứ quân sự của kẻ thù. Trong khi đó, phía Israel khẳng định đó chỉ là một cuộc tấn công hầu như vô hại. Mặc dù vậy, Israel vẫn hứa là sẽ trả đũa vào thời điểm mà họ cho là phù hợp, khiến cho tình hình của Trung Đông hiện giờ vô cùng căng thẳng. Lưu ý là thời điểm Iran trả đũa lại trùng hợp với thời điểm mà Israel bắt đầu cho quân đổ bộ lên lãnh thổ của Liban. Do đó, cuộc tấn công vào đêm ngày 1 tháng 10 của Iran cũng có thể một phần là nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel tại Liban, có thể dẫn đến mức độ tàn phá tương tự như ở Gaza. Nó cũng diễn ra sau khi dư luận Iran nói rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah có thể đã không xảy ra nếu như Iran phản ứng quyết liệt hơn với vụ ám sát Hanif trước đó. Tất cả những yếu tố này đều có thể đã dẫn đến một đòn trả đũa của Iran nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh giống như ở Gaza tại Liban, đồng thời để giữ thể diện và khôi phục sự gian đe. Câu hỏi lúc này đó là liệu Israel có trả đũa lại cuộc tấn công của Iran hay không? Vào hôm 1 tháng 10, thì tờ Axios đưa tin Israel có khả năng sẽ tấn công vào hệ thống phòng không hoặc là cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran vào cuối tuần này. Trong khi đó, thì truyền thông Israel trích dẫn lời của các quan chức cho biết đòn tấn công có thể bao gồm các mục tiêu như là giàn khoan khí đốt hoặc là dầu mỏ hoặc là các địa điểm hạt nhân của Iran. The Times of Israel thì viết rằng một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể tàn phá nền kinh tế của quốc gia này và bất kỳ phản ứng nào được cân nhắc cũng có thể đánh dấu một sự leo thang khác sau gần một năm kể từ khi nhóm khủng bố Hamas tấn công Israel vào tháng 10 năm 2023. Điều này đã được minh chứng khi có bằng chứng cho thấy rằng Israel dường như đang cân nhắc hoặc là lên kế hoạch phản ứng với Iran và Tổng thống Biden đã lên tiếng phản đối với bất kỳ một mối đe dọa nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa trước đó. Tất cả các tuyên bố gần đây đến từ Thủ tướng Netanyahu và giới lãnh đạo an ninh cấp cao của ông đều cho thấy một cuộc tấn công trả đũa lớn sắp xảy ra. Một quan chức Israel đã phát biểu rằng không chắc là Washington sẽ đồng ý với chúng tôi, nhưng họ biết rằng chúng tôi sẽ phải đáp trả. Về phía Iran thì họ dường như cũng đã chuẩn bị để đối phó với một cuộc tấn công mới từ Israel Nước này đã tuyên bố đóng cửa không phận của mình, các chuyến bay dân sự trừ các trường hợp khẩn cấp. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, đất nước của ông không muốn chiến tranh, nhưng trong trường hợp Israel hành động chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Như vậy là Iran đã nói rằng họ không muốn có xung đột trong khu vực, nhưng giới lãnh đạo của họ cũng đã sẵn sàng để đối đầu nếu bị dồn ép. Vậy thì Iran sẽ trả đũa như thế nào đây? Có khá nhiều quan điểm cho rằng nếu Israel tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran thì Iran có thể tấn công trở lại vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Azerbaijan. Cần phải lưu ý rằng đây đều là các nhà cung cấp dầu và khí đốt chính cho EU và Mỹ. Do đó, Mỹ cũng có thể phản đối động thái này của Iran. Và một khi Israel tấn công đáp trả, thì một chu kỳ tấn công nguy hiểm sẽ lặp lại bởi vì Iran sau đó sẽ bị áp lực buộc phải trả đũa để giữ vững thể diện. Với sự leo thang ăn miếng trả miếng này, thì nhiều khả năng các đòn tấn công sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát bởi vì mỗi bên đều muốn có lợi thế hơn so với bên kia gây thiệt hại nặng hơn cho đối phương và vì vậy thì khu vực Trung Đông đang thực sự rất nguy hiểm. Chủ đề Trung Đông hiện tại cũng như là Ukraine đang trở thành vấn đề quan trọng trong bầu cử Mỹ vào tối ngày 1 tháng 10 theo giờ Mỹ. Đối mặt nhau trên truyền hình vào khung giờ vàng trong thời điểm phân cực chính trị tại Mỹ đang ở mức dữ dội nhất trong lịch sử, hai chính trị gia JD Vance của Đảng Cộng hòa và Tim Walz của Đảng Dân chủ vẫn tỏ ra lịch sự với nhau. Dù vậy, họ cũng dành cho nhau những câu hỏi và câu trả lời hóc búa. Thượng nghị sĩ J.D. Vance đã nêu ra hồ sơ của Harris về một loạt các vấn đề từ nhập cư và kinh tế cho đến cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại Mỹ. Ông ấy đã đổ lỗi cho bà Harris vì đã giải phóng hàng tỷ đô la tài sản của Iran trước sự kiện ngày 7 tháng 10, khi mà Hamas tấn công miền Nam Israel. Cần phải lưu ý là tờ New York Post viết rằng Tổng thống Biden đã phê duyệt lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép Iran tiếp tục tiếp cận hơn 10 tỷ đô la bị phong tỏa để chi cho khủng bố, tên lửa, vũ khí hạt nhân và đàn áp phụ nữ. Ông Vance nhắc lại sự kiện khủng bố đẫm máu của Hamas đối với dân thường Israel đã xảy ra dưới thời của Biden. Và ông ấy nói như sau: Iran, Hamas và các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công Israel khi nào? Đó là vào thời gian chính quyền Kamala Harris nắm quyền. Ông ấy cũng liên tục nhấn mạnh rằng chính chính sách ngoại giao hiệu quả, thông minh và hòa bình thông qua sức mạnh của Trump là cách để mang lại sự ổn định cho thế giới này. Cũng cần phải nhắc lại rằng sự kiện khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas đã tạo tiền đề, hay là nói thẳng ra là tạo cớ cho Israel trả đũa cực kỳ tàn khốc và dẫn đến các cuộc leo thang không ngừng nghỉ hiện nay. Nó đẩy khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn lại càng thêm căng thẳng. Cho nên, có thể nói rằng nút thắt ở đây không hoàn toàn đến từ mâu thuẫn vốn có tại khu vực Trung Đông, mà nó còn đến từ các chính sách sai lầm của Hoa Kỳ tại khu vực này. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. truyền thông Hoa Kỳ bác bỏ lời tuyên truyền của Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một vở kịch đang diễn ra tại Hoa Kỳ, đó là chính quyền của ông Biden cố tình trì hoãn việc đưa ra một chiến lược viện trợ rõ ràng cho Ukraine, dù cho quốc hội đã nhiều lần yêu cầu phải đệ trình tài liệu đó. Nguyên nhân có thể là vì Nhà Trắng chưa tìm ra cách để đánh bại Nga, mà cũng rất có thể là vì họ không muốn tìm ra cách để làm điều đó. Vậy thì vì sao lại như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Truyền thông Hoa Kỳ bác bỏ lời tuyên truyền của Ukraine Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận phá hủy được một kho vũ khí của Nga chứa tên lửa Iran ở vùng Volgograd vào dạng sáng ngày 29 tháng 9. Nhưng mà chỉ vài giờ sau đó thì tờ Prada đã có những hình ảnh vệ tinh cho thấy kho tên lửa của Nga vẫn còn nguyên vẹn. Ngạc nhiên đó là hình ảnh vệ tinh này do chính đài phát thanh Liberty cung cấp, mà đài phát thanh Liberty lại do chính phủ Mỹ tài trợ. Ấy vậy mà họ lại trực tiếp vạch trần tuyên bố sai sự thật của quân đội đồng minh Ukraine. Đây là lời cảnh báo rằng Kiev không nên đưa ra những thông báo chiến thắng giả mạo một cách quá mức. Trở về sau chuyến đi Mỹ thì Tổng thống Ukraine hôm 30 tháng 9 tuyên bố rằng ông mong đợi những hành động cụ thể từ các đối tác phương Tây nhằm củng cố chiến lược và thực hiện kế hoạch chiến thắng của ông. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng để giành được chiến thắng cần kết hợp sức mạnh vũ khí và sức mạnh ngoại giao bởi vì chúng luôn luôn chỉ hoạt động hiệu quả cùng nhau. Nhưng mà ngay cả vũ khí và ngoại giao vào thời điểm hiện tại, đối với Kiev mà nói đều là thứ rất xa xỉ. Chính kênh Zerada của Ukraine cũng hé lộ rằng Ukraine có rất ít tên lửa để sử dụng và tháng 9 là tháng đầu tiên trong toàn bộ cuộc chiến mà người Nga tấn công lãnh thổ Ukraine bằng UAV mỗi ngày. Cũng vào đêm qua thì truyền thông Ukraine xác nhận UAV Nga tấn công họ ở khắp mọi nơi. Hơn thế nữa, bốn khu vực quan trọng bao gồm có Kharkov, Sumy, Kherson, Zaporozhye đều bị Nga dội bom FAB. Về mặt ngoại giao thì chuyến đi sang Mỹ đã thất bại. Kế hoạch chiến thắng thực chất chỉ là một hình thức xin tiền trong năm tài chính mới mà không hề đưa ra được bất kỳ một chiến lược cụ thể nào để giành chiến thắng trước người Nga. Do đó, phía Mỹ chỉ hứa là sẽ nghiên cứu bản kế hoạch này. Trong khi đó thì mục tiêu chính là xin phép để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga lại được cho là bất lợi cho đảng dân chủ, cho nên chính quyền của ông Biden đã trì hoãn nó ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử. Tất nhiên, chiến lược leo thang của phương Tây dựa trên kinh nghiệm về những lần mà Nga đã im lặng đã trở nên lỗi thời. Đức và Ý đã công khai phản đối bất kỳ một cuộc tấn công nào vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Ngược lại thì cuộc tấn công của Nga ở Donbass lại đang càng ngày càng tăng cường. Trên thực tế, lực lượng Nga đã tấn công thành phố pháo đài Vuleda và lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ số 72 của Ukraine đang bị mắc kẹt tại đây. Thời điểm này, người Nga không chỉ pháo kích vào khu vực trung tâm thành phố mà bộ binh của họ đã di chuyển vào bên trong thành phố và bên trong các tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố. Nguồn tin nội bộ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tại Voleda, quân phòng thủ Ukraine đã bắt đầu đầu hàng bởi vì con đường rút lui khỏi thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga và trong quá trình rút lui, Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Hiện tại thì tướng Sinsky vẫn không cho phép rút quân khỏi Voleda, nhưng mà quân phòng thủ đang cạn kiệt lương thực và đạn dược và trước sau gì họ cũng bị tiêu diệt. Vì vậy mà một số người đã tự ý rút lui theo từng nhóm nhỏ 10 người, nhưng mà cũng chỉ có từ 4 đến 6 người là sống sót để đến nơi trú quân an toàn. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của họ lúc này để bảo toàn tính mạng đó là phải đầu hàng quân Nga. Ở vùng Kursk, lữ đoàn tấn công 82 hùng mạnh là đơn vị tiên phong của Ukraine hiện tại cũng đang bị bảo vệ. Trong khi tránh văn phòng Tổng thống Ukraine là like, Jeremak tuyên bố rằng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky là chiến thắng trên lãnh thổ của đối phương, thì ở thực địa Nga cũng đang nhắm đến các đoàn tàu vận tải để chặt đứt tuyến đường hậu cần của đối phương ở Kursk. Nguồn tin nội bộ của Ukraine hôm nay cho biết Chiến dịch Kursk của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nó phụ thuộc vào tốc độ sụp đổ của mặt trận ở Donbass. Nói tóm lại là, Nga đang giành được lợi thế trên toàn bộ chiến tuyến dài gần 1.000 km. Quan điểm của Nga vẫn là tiếp tục cuộc chiến cho đến khi các mục tiêu được hoàn thành. Vào ngày 25 tháng 9, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rõ ràng như sau. Chiến thắng là điều cần thiết trong cuộc chiến. Phương Tây không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Chúng ta không nghi ngờ gì cả. Chúng ta đã thực sự đoàn kết trước cuộc chiến mà phương Tây đã phát động chống lại chúng ta. Tất cả những điều này khiến cho cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và ông Donald Trump trở nên khá thú vị. Là một doanh nhân lão luyện, mọi tính toán của Trump sẽ luôn hướng đến lợi ích cho đất nước của ông. Trump tuyên bố với ông Zelensky như sau: "Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một chiến thắng tốt, bởi vì nếu như Harris thắng, tôi không nghĩ là ông có chiến thắng trong bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ ngồi lại và thảo luận về thỏa thuận hòa bình." Như vậy là, Trump đã khẳng định rằng nếu như Harris thắng thì Ukraine sẽ ngày càng bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhưng mà thế lực nhà nước ngầm thì vẫn luôn theo đuổi việc kéo dài chiến tranh để trục lợi. Tổng thống Biden đã công bố một đợt tăng cường mới với hơn 8 tỷ đô la tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. Một phần nguyên nhân là để phân bổ kinh phí trước thời hạn năm tài chính hiện tại vào ngày 30 tháng 9 và để đảm bảo dòng vũ khí đến Kiev sẽ tiếp tục cho đến hết năm 2024. Chính quyền ông Biden đang rút tiền từ hai nguồn, một là sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine 2,4 tỷ đô la cho phép Kiev sử dụng tiền để mua trực tiếp vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Điều này có nghĩa là cần phải có một thời gian để sản xuất và chuyển giao các lô hàng cho Ukraine. Nguồn thứ hai là đến từ quyền rút vốn của Tổng thống, có tên là BDA. Phần lớn ngân sách trong đó vẫn chưa được sử dụng. Vì vậy, Nhà Trắng đang tìm cách để chi 6 tỷ USD còn lại, trong đó cho Ukraine trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2024. Điều này có nghĩa là ông Biden đã quyết định vét sạch kho dự trữ vũ khí của Mỹ với lý do rằng những kho dự trữ này sẽ sớm được bổ sung sau. Nhưng mà các kho dự trữ hiện tại của Lầu Năm Góc đều đang giảm xuống mức nghiêm trọng kể từ khi Mỹ bắt đầu cung cấp mọi thứ từ đạn pháo 155 ly, HIMARS, tên lửa phòng không Stinger, xe chiến đấu Bradley, tên lửa Javelin, đạn cối, hệ thống tên lửa Patriot cùng với phụ tùng thay thế và thiết bị cho chiến trường Ukraine. Chính vì lý do này mà hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Miley và Marsha Blackburn mới đây đã đưa ra một dự luật để khiến cho việc Tổng thống rút tiền từ BDA trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, nó sẽ cấm Tổng thống được rút tiền nếu như số tiền đó vượt quá khả năng tái bổ sung vũ khí vào kho dự trữ. Lý do bí ẩn vì sao Đảng Cộng Hòa gây áp lực buộc chính quyền ông Biden giải mật chiến lược viện trợ cho Ukraine. Tờ Wall Street Journal vào hôm 27 tháng 9 đã chỉ trích về việc Tổng thống Biden rút lại lời hứa về Ukraine và rằng phe Cộng Hòa tại Quốc hội có lý khi yêu cầu Tổng thống đưa ra một lời giải thích tốt hơn về cách Ukraine có thể sử dụng viện trợ để chiến thắng và giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ tay ông Putin. Trong năm nay thì quốc hội đã trong năm nay quốc hội đã quy định trong dự luật bổ sung tài trợ cho Ukraine rằng chính quyền ông Biden phải đệ trình một chiến lược về viện trợ của Hoa Kỳ trong vòng 45 ngày. Nhà Trắng nổi tiếng vì trì hoãn việc cung cấp vũ khí cụ thể hoặc không cung cấp đủ số lượng cần thiết để Ukraine có thể giành được lãnh thổ từ tay Nga. Đội ngũ của Biden luôn tuyên bố chung chung kiểu như ủng hộ Ukraine bao lâu cũng được nhưng đó không phải là một chiến lược thực sự mà chỉ là một cách để né tránh. Tờ Wall Street Journal còn vạch trần kế hoạch khoán binh của Nhà Trắng trước áp lực phải đưa ra một chiến lược rõ ràng về cách viện trợ cho Ukraine. Ông Biden biết rằng ông ấy cần phải đưa ra được một bản kế hoạch nếu như muốn thông qua khoản viện trợ này và ông ấy đã vui vẻ làm điều đó nhưng mà ông ấy lại phân loại bản kế hoạch này vào dạng tài liệu nhạy cảm khiến cho các thành viên Quốc hội không thể tiếp cận được với thông tin chi tiết một nhóm các đảng viên Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích trò câu giờ này và đang gây áp lực lên chính quyền. Nhưng mà tờ báo cũng dự đoán rằng ông Biden sẽ tiếp tục trì hoãn việc nộp kế hoạch chi tiết cho đến sau cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, việc đảng Dân Chủ cân nhắc không cung cấp vũ khí nguy hiểm cho Ukraine, một phần là để tránh việc leo thang sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc bầu cử. Nhưng mà phần nhiều đó là do chính quyền của ông Biden không thực sự có một chiến lược rõ ràng trong việc đối đầu với Nga. Một nguyên nhân nữa đó là do tất cả các bên trong cuộc xung đột, bao gồm cả Nga, Ukraine NATO và Mỹ đều đánh giá thấp lẫn nhau. Nga tỏ ra quá kiên cường trước các lệnh trừng phạt nhưng mà vẫn tiếp tục kiềm chế về mặt quân sự để thúc đẩy các mục tiêu chính trị. Và kết quả là cuộc xung đột Ukraine đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao không thể lường trước. Thêm nữa, nhìn trên tổng thể thì ở thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa thể đạt được tiến triển đột phá trên thực địa. Mặc dù đã vượt xa NATO trong cuộc đua hậu cần. Điều đó làm cho nhà trắng cảm thấy chưa đến lúc cần phải tung ra các vũ khí nguy hiểm vào chiến trường. Kết quả là đến tận ngày hôm nay thì công chúng Mỹ vẫn không biết các khoản tiền thuế của họ được chi trả cho chiến tranh như thế nào. Thời gian đang không đứng về phía Nhà Trắng bởi vì chiến thắng của người Nga trên chiến trường ngày càng rõ ràng hơn và điều này có thể khiến cho công chúng Mỹ phản đối cuộc chiến ủy nhiệm nhiều hơn so với trước đây. Vậy thì mục tiêu của Nhà Trắng trong cuộc xung đột này là gì nếu như không phải là phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa toàn cầu? Thông qua lời nhận xét của Wall Street Journal rằng nhóm Biden đã ẩn sau những lời sáo giống là ủng hộ Ukraine cho đến khi cần thiết, thì chúng ta có thể thấy, chính quyền ông Biden chưa bao giờ nhanh chóng gửi những vũ khí tối tân nhất để giúp Ukraine giành chiến thắng. Họ chỉ muốn kéo dài chiến tranh. Xung đột càng lâu, vũ khí sẽ tiêu tốn càng nhiều và tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Đây đã trở thành một trong những điều bí mật mà ai ai cũng biết. Giờ vào hệ thống truyền thông dòng chính, họ tuyên truyền với công chúng Mỹ và châu Âu rằng đây là một cuộc xung đột mang tính sống còn đối với phương Tây. Và điều đó giúp cho chính quyền ông Biden giảm được phần nào áp lực cần phải có một bản kế hoạch cụ thể để giành chiến thắng ngay từ đầu, ngoài việc trừng phạt Nga. Do đó, tờ Wall Street Journal yêu cầu chính quyền ông Biden nên giải mật toàn bộ chiến lược viện trợ cho Ukraine thay vì tiếp tục che giấu nó. Theo quan điểm về lợi ích quốc gia của Trump và Đảng Cộng Hòa, tốt hơn hết là nên chuẩn bị một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này, hơn là tiếp tục nuôi hy vọng háo huyền về một chiến thắng trước người Nga. Cho nên, nếu quan điểm của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tiến gần với nhau hơn, thì hòa bình sẽ càng nhanh hơn đối với người dân Ukraine. Nhưng mà đáng tiếc thì có vẻ ý tưởng đó còn khá xa vời. Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky vào hôm 26 tháng 9, thì bà Harris tuyên bố như sau. Có một số người ở đất nước tôi muốn buộc Ukraine phải từ bỏ phần lớn lãnh thổ có chủ quyền của mình. Yêu cầu Ukraine chấp nhận sự trung lập và Ukraine từ bỏ mối quan hệ an ninh với những quốc gia khác. Nhưng đề xuất này của họ giống với những đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin và nói thẳng ra đó không phải là đề xuất cho hòa bình mà là đề xuất Ukraine phải đầu hàng Điều này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Một ngày sau đó sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky thì Trump đáp lại như sau: Nếu như tôi thắng cử, chúng ta sẽ có một thỏa thuận rất công bằng và tôi nghĩ thực sự là khá nhanh chóng. Cuộc chiến này nên dừng lại và Tổng thống Ukraine muốn nó dừng lại và tôi chắc chắn Tổng thống Putin muốn nó dừng lại và đó là một sự kết hợp tốt. Vì vậy, chúng tôi muốn có một thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi người. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng giống như Tổng thống Biden đó là đang hô hào ủng hộ Ukraine như là một cách để bảo vệ nền dân chủ thế giới khỏi sự độc tài của Nga. Đồng thời, đánh lạc hướng người Mỹ khỏi thành tích an ninh quốc gia dưới thời Trump và ngăn chặn công chúng nghĩ về chính sách đối ngoại tồi tệ của chính quyền Biden-Harris đã từng thực hiện. Kể từ khi Biden và Harris lên nắm quyền, người Mỹ đã chứng kiến cuộc rút quân nhục nhã khỏi Afghanistan, Nga tấn công Ukraine, vụ thảm sát của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự phát triển mạnh mẽ của chương trình hạt nhân Iran và đặc biệt đó là mối đe dọa gia tăng đáng kể từ Trung Quốc. Với việc tập trung nguồn lực vào một quốc gia không mang lại lợi ích cho Mỹ như là Ukraine, chính quyền ông Biden đã để mặc cho Trung Quốc tự tung tự tác, dần dần đạt được mưu đồ nuốt trọn Biển Đông, nơi có dự trữ tài nguyên dồi dào và tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Do vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã được coi là cuộc bầu cử mang tính lịch sử. Tỷ phú Elon Musk cảnh báo nếu như Trump không được bầu thì đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Elon Musk lập luận rằng dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, điều mà Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy nhanh nhất có thể sẽ thực sự khiến cho nền Dân Chủ Mỹ phải chấm dứt. Ông ấy đã nhận xét một cách mạnh mẽ như vậy trên X để trả lời sự việc Bộ Tư pháp đang kiện bang Alabama vì cố gắng xóa tên những người không phải là công dân khỏi danh sách bỏ phiếu. Đồng thời, bộ này cũng đang chặn đạo luật yêu cầu cử tri phải chứng minh quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu. Đạo luật chứng minh quyền công dân đi bỏ phiếu này cũng là cuộc đấu trí giữa hai đảng trong suốt nhiều tháng vừa qua. Trump từng kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa không phê duyệt bất kỳ một khoản chi tiêu nào cho chính phủ Mỹ nếu như xếp không được thông qua. Cựu tổng thống Donald Trump đã bày tỏ phản đối việc thông qua bất kỳ một nghị quyết chi tiêu tạm thời nào cho chính phủ nếu như không có đạo luật xếp đi kèm. Ông ấy viết như sau: "Nếu Đảng Cộng hòa không có được đạo luật xếp cùng với tất cả các điều khoản của nó, họ không nên đồng ý với một nghị quyết tạm thời dưới bất kỳ một hình thức nào." Trước đó, thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thúc đẩy thông qua một nghị quyết tiếp tục kéo dài 6 tháng chi tiêu cho chính phủ và có bao gồm đạo luật xếp. Nhưng 206 thành viên đảng Dân Chủ và 14 thành viên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật này. Có thể thấy rằng đảng Dân Chủ hoàn toàn ủng hộ nhập cư bất hợp pháp bởi vì đơn giản họ cần số phiếu ủng hộ của nhóm dân cư này. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi xin được lược dịch toàn bộ phần bình luận của tỷ phú Elon Musk hôm 29 tháng 9 và bài viết này đã đạt được 92,5 triệu lượt xem tính đến thời điểm mà chúng tôi thực hiện video. Rất ít người Mỹ không nhận ra rằng nếu như Trump không được bầu thì đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Ông ấy không phải là mối đe dọa đối với nền dân chủ như hầu hết quan chức cấp cao đảng dân chủ vẫn rêu rao mà là cách duy nhất để cứu vãn nền dân chủ. Nếu như cứ một trong 20 người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân mỗi năm, điều mà đảng dân chủ đang thúc đẩy nhanh nhất có thể, thì sẽ có khoảng 2 triệu cử tri hợp pháp mới trong 4 năm tới. Biên độ bỏ phiếu ở các tiểu bang dao động thường ít hơn 20.000 phiếu. Điều đó có nghĩa là nếu như Đảng Dân chủ thành công sẽ không còn tiểu bang dao động nữa. Hơn nữa, chính quyền ông Biden và bà Harris đã đưa những người tị nạn được cấp quyền công dân nhanh chóng đến các tiểu bang dao động như là Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để họ chắc chắn giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử. Sau đó, nền dân chủ đã kết thúc, cuộc bầu cử duy nhất của nước Mỹ trong tương lai sẽ là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Điều này đã xảy ra ở California nhiều năm trước, sau lệnh ân xá năm 1986. Với bình luận này của tỷ phú Elon Musk thì cuộc bầu cử 2024 được ông ngụ ý rằng đây là cuộc chiến cuối cùng của những người yêu tự do tại nước Mỹ. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. vòm sắt tê liệt vì cuộc tấn công của Iran. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vì sao Israel lại hành động táo bạo và quyết tâm đến như vậy trong thời gian một năm trở lại đây? Và vì sao Iran đến nay cũng mới chỉ dừng lại ở các đòn tấn công tên lửa mà không leo thang mạnh hơn ở khu vực Trung Đông? Đây sẽ là những câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra khi theo dõi cuộc xung đột ở khu vực này. Và chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề đó trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây, sẽ là nội dung chi tiết. Hàng trăm tên lửa Iran lao vào ba căn cứ quân sự lớn của Israel, vòm sắt tê liệt. An ninh thế giới đang trở nên bất ổn hơn với các điểm nóng có nguy cơ bùng phát chiến tranh. Vào đêm qua, thì quân đội Israel trong một bản tin khẩn cấp cho biết Iran đã bắn tên lửa vào lãnh thổ của họ. CNN đã xác định rằng tên lửa của Iran đã tác động đến thủ đô Tel Aviv. Jordan và Iraq đã phải đóng cửa không phận của mình. Hàng trăm tên lửa đạn đạo đã lao tới Israel vào đêm ngày 1 tháng 10. Các quan chức Iran cho biết họ đã tấn công trực tiếp vào nhiều căn cứ quân sự của đối phương. Đặc biệt, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đây là lần đầu tiên nước này sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Fateh. Chúng tôi nhắm vào 3 căn cứ quân sự: Nevatim nơi chứa máy bay F-35, Nezarim nơi chứa máy bay phản lực F-15 được sử dụng trong vụ ám sát lãnh đạo Hezbollah, CS Hassan Nasara và căn cứ Teloz gần Tav bằng tên lửa đạn đạo Fateh. Trong một tuyên bố khác thì lực lượng này nói thêm rằng chiến dịch cũng nhắm vào một số căn cứ không quân và radar cũng như là các trung tâm đầu não và lên kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo của phe kháng chiến. Chiến dịch trả đũa này được mệnh danh là lời hứa đích thực hai và tuyên bố còn khẳng định rằng mặc dù các khu vực này được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tiên tiến và dày đặc nhất, nhưng 90% các cuộc không kích đều thành công. Khiến cho chính quyền do Thái vô cùng sợ hãi trước tình báo và sự thống trị về mặt hoạt động của Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, tuyên bố rằng theo đúng các quyền hợp pháp và mục đích thiết lập hòa bình và an ninh tại Iran và khu vực, một phản ứng quyết liệt đã được đưa ra đối với hành động xâm lược của chế độ do Thái. Tehran xác nhận cuộc tấn công chưa từng có này là để đáp trả vụ ám sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị Hamas tại Tehran vào đầu năm nay và vụ ám sát Hassan Nasrallah là thủ lĩnh Hezbollah tại Beirut vào tuần trước. Truyền thông Israel thì cho biết rằng khoảng 200 tên lửa đã được Iran bắn đi, trong đó có một số đã bắn thẳng vào các thành phố của Israel. Phát ngôn viên lầu năm góc Pat Ryder thì nói, cuộc tấn công của Iran có số tên lửa đạn đạo lớn gần gấp đôi so với cuộc tấn công vào hồi tháng 4. Tờ đưa tin rằng nội các an ninh Israel đang họp tại bong chính phủ gần Jerusalem, trong khi Fox News bình luận là Israel đang hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử. Sau cuộc tấn công lần này, quân đội Israel tuyên bố là hệ thống phòng không của họ đã đánh bại được cuộc tấn công của Iran và cho biết chỉ có một vài tác động riêng lẻ được ghi nhận. Các phương tiện truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức cho biết rằng không có thương vong nào được báo cáo sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, các cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội lại cho thấy tên lửa của Iran đã bắn trúng nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Israel tới tận Tel Aviv. Còi báo động không kích đã vang lên khắp cả nước trong hơn 30 phút. Hàng triệu người đã phải chạy vào các hầm trú bom Và rõ ràng là có rất nhiều tên lửa đã xuyên qua được vọp sắt Và hệ thống phòng không này được cho là đã bị quá tải Các video cũng cho thấy một vụ nổ đã xảy ra sau khi tên lửa bắn trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Nevatim Đây là nơi cất giữ các máy bay chiến đấu F-35 Thậm chí, người dân Israel cũng đã quay được video về một tên lửa có tốc độ bay lạ thường Mà nhiều người nghi ngờ đó là tên lửa siêu thành Về phía Mỹ thì nhà trắng xác nhận là họ đã giúp Israel đẩy lùi cuộc tấn công này Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố là các tàu khu trục hạm của Hải quân Mỹ đã tham gia cùng với các đơn vị phòng không của Israel để đánh chặn tên lửa bay tới và ông gọi các hoạt động tấn công của Iran là không hiệu quả, cũng như cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng sau vụ việc này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel là Joab Galan ngay sau cuộc tấn công của Iran và tái khẳng định cam kết về việc bảo vệ Israel. Về phía Israel thì quân đội nước này đe dọa là sẽ ném bom dữ dội khắp Tây Á trong những giờ tới. Về phía Hezbollah thì họ tuyên bố là hầu hết các căn cứ Israel bị Tehran nhắm tới đều bị tấn công trực tiếp và đặc biệt là các căn cứ không quân. Đồng thời cho biết thêm rằng Tel Aviv ghi nhận thương vong đáng kể trong quân đội của mình. Thưa quý vị, dù tổng thống Iran Pezanskia tuyên bố rằng đã đưa ra phản ứng quyết đoán trước hành động gây hấn này của chế độ do Thái, nhưng mà hiện thì rất khó có thể đánh giá được mức độ quyết đoán trong các phản ứng của nước này, bởi vì mục tiêu chính bị tấn công thì mới chỉ dừng lại ở các căn cứ không quân trên sa mạc. Phía Iran viết rằng F-35 đã bị phá hủy ở đó, nhưng mà truyền thông Israel thì lại nói mọi thứ đều ổn. Giới quan sát nhận định là cuộc tấn công này đã gây ra thiệt hại nhiều hơn cho phía Israel so với cuộc tấn công trước đó của Iran vào tháng 4. Vào thời điểm đó thì hàng trăm máy bay không người lái đã được sử dụng để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự quán Iran tại Damascus. Hầu hết các UAV đó đã bị Israel chặn lại. Với sự phối hợp của Mỹ, Pháp và các quốc gia khác bao gồm cả Jordan. Trong cuộc tấn công mới nhất vào đêm ngày 1 tháng 10, cường độ hỏa lực dù lớn hơn trước, nhưng mà giới quan sát vẫn nhận định là nó còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tuyên bố của Iran. Ngoài ra, còn có thông tin là Iran đã thông báo trước cho phía Mỹ về cuộc tấn công của mình thông qua các kênh trung gian. Đây cũng được cho là một động thái kiềm chế căng thẳng của nhà nước hồi giáo. Nhưng mà ở chiều ngược lại, phía Israel thì có vẻ lại muốn tiếp tục leo thang căng thẳng. Thủ tướng Israel Netanyahu gọi cuộc tấn công của Iran là một sai lầm lớn. Ông ấy còn nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Hezbollah và Hamas vừa bị Israel tiêu diệt đã không nhận ra Israel sẵn sàng tự vệ và có khả năng trả thù như thế nào. Đồng thời cho rằng những quan chức của Tehran cũng không hiểu điều này. Mục đích của Israel là rất rõ ràng, đó là kích động để Iran trả đũa, đồng thời ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này. Nếu như mọi toan tính đó trở thành sự thật, thì Netanyahu sẽ trở thành nhà lãnh đạo Israel thành công nhất trong việc giải quyết các nhóm quân ủy nhiệm thân Iran và hạn chế tầm ảnh hưởng của Tehran trong khu vực. Thực tế là hiện giờ đã không còn lực lượng nào đủ mạnh để chống lại Israel ở Liban. Ban lãnh đạo Hezbollah gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà Hezbollah lại là lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran. Tệ hơn nữa là hiện giờ nhóm này không có hệ thống phòng không hiệu quả, bộ máy chỉ huy thì không ổn định và bị phân tán. Theo nhận định của các nhà phân tích, thì quân đội Israel sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chiến dịch trên bộ ở Liban. Đối với Tổng thống Iran Pezanskia, ông được cho là một người ôn hòa và đã trì hoãn trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas ngay tại thủ đô Tehran. Tờ The Guardian dẫn lời của Tổng thống Pezanskia cho biết, ông không phản ứng gì trước cái chết của Hanif là vì ông đã được phương Tây đảm bảo rằng Israel sắp ký một thỏa thuận ngừng bắn trong một hoặc hai tuần nữa. Rõ ràng rằng các động thái của Tổng thống Iran đã chỉ ra rằng nước này vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột trực tiếp với Israel và sẽ nghiêng về việc chấp nhận thỏa thuận với Israel và Mỹ. Còn đối với Thủ tướng Israel Netanyahu, cuộc chiến với Hezbollah là một vỏ bọc tuyệt vời để hoàn thành các kế hoạch phá hủy chương trình hạt nhân của Iran với Iran. Vậy thì liệu sắp tới Trung Đông có nóng lên với các màn đụng độ trực tiếp giữa Israel và Iran hay không? Và nếu như xảy ra cuộc đối đầu này, thì Iran có biện pháp gì để đối phó hay không? Iran sẽ có đòn hiểm hóc gì để đối phó trước cuộc tấn công của Israel? Cuộc không kích của Israel diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Iran theo đường lối ôn hòa Mausus Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về mong muốn tái hợp tác với phương Tây. Vụ ám sát Nasara là một đòn dáng vào những triển vọng hòa giải này. Trên thực tế, thì các nhà lãnh đạo Iran cũng đã từng nói rõ rằng lực lượng kháng chiến của Liban là Hezbollah vẫn đủ mạnh để tự mình đưa ra các đòn trả đũa với Israel mà không cần đến sự tham gia trực tiếp của Iran. Tức là Tân Tổng thống Iran cũng không muốn các đoàn trả đũa của mình sẽ phá tan các hoạt động ngoại giao mới chấm nở với phương Tây. Và ông ấy cũng ngầm ám chỉ rằng nếu như Hezbollah có trả đũa thì đó là ý nguyện tự do của họ, mặc dù nhóm này thực chất là quân ủy nhiệm của Iran. Vì vậy thì chúng ta trước tiên cần phải hiểu được vai trò của Hezbollah trong chiến lược phòng thủ của Iran. Cuộc chiến tranh iran iraq trong những năm 1980 vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy chiến lược của Iran. Với việc Israel quay lưng lại với Iran sau khi nước này đánh bại Tổng thống Iraq Saddam Hussein, vào đầu những năm 1990, Hezbollah nổi lên như là một lực lượng có thể ngăn chặn bất kỳ một cuộc tấn công tiềm tàng nào của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran, đặc biệt là cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này. Với kho vũ khí tên lửa khổng lồ do Iran cung cấp ngày càng tăng, vai trò của Hezbollah đã khiến cho Israel không thể xem thường và thậm chí Hezbollah được ví như khẩu súng đắt lên nòng chĩa thẳng vào Israel. Do đó, Hezbollah đã trở thành một quân bài quan trọng và là cánh quân bảo vệ tốt nhất của Iran chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Và cũng có một điều chắc chắn đó là Israel sẽ rất khó để có thể nhổ tận gốc lực lượng Hezbollah hay bất kỳ một người kế nhiệm nào thay thế ông Nasrallah vừa mới bị nước này tiêu diệt. Bởi vì Hezbollah có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng người CIA tại Liban. Nhưng với việc làm suy giảm cả một hệ thống chỉ huy của Hezbollah mới đây, thì nó vẫn sẽ mở ra một cơ hội cho Israel tấn công Iran vào thời điểm mà họ nhận thấy Hezbollah đang suy yếu nhất. Các nhà lãnh đạo của Iran, đặc biệt là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã không sớm nhận ra được sự quyết tâm và liều lĩnh của Israel lớn đến mức nào. Kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu của Hamas vào ngày 7 tháng 10, và các lần danh đỏ cũ của Iran đã không còn hiệu lực với Israel nữa. Dù vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah là một nỗ lực liều lĩnh của thủ tướng Netanyahu, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy các hành động quân sự của ông tại Gaza, Liban hay là Syria sẽ bị phe đối lập hoặc công chúng Israel phản đối mạnh mẽ. Còn về mặt đối ngoại thì chính quyền của Netanyahu dù ít nhận được sự ủng hộ của Biden, nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trump. Ông Trump được cho là phản đối cuộc chiến Ukraine nhưng hoàn toàn ủng hộ Israel và đặc biệt là phản đối Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Năm 2018 thì Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt với nước này. Vậy thì đứng trước thực tế này Iran sẽ phải làm gì đây? Một cố vấn lãnh tụ tối cao của Iran cảnh báo rằng Iran sẽ buộc phải chế tạo vũ khí hạt nhân nếu như sự tồn tại của đất nước này bị đe dọa. Tất nhiên là lựa chọn này cũng mang lại rủi ro rất lớn. Nếu như Iran đã tích lũy đủ chuyên môn kỹ thuật và vật liệu để chế tạo bom, thì một khi nước này quyết định bắt tay vào hoàn thiện một quả bom nguyên tử, chắc chắn Israel sẽ không ngồi yên mà sẽ phát động tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Nó cũng sẽ kích hoạt lại các lệnh trừng phạt đã được ghi trong nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nghị quyết 2231 này Thông qua vào năm 2015 nhằm phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân JCPOA, trong đó ghi rõ là nếu như Iran tìm kiếm, phát triển hay mua vũ khí hạt nhân thì bất kỳ một thành viên nào của Hội đồng Bảo an đều có thể áp đặt các lệnh trừng phạt mà không cần thông qua Hội đồng Bảo an. Hiện thì nghị quyết này vẫn còn thời hạn cho đến tháng 10 năm 2025. Và việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phá hỏng mọi kế hoạch thân phương Tây của tổng thống Iran Pezeshkian, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và cải thiện tình hình kinh tế của đất nước này. Hành động xích lại gần phương Tây rõ nhất của Iran chính là việc tổng thống Pezeshkian tuyên bố vào hôm 23 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng đất nước của ông chưa bao giờ ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Nga và phủ nhận việc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Ông ấy tuyên bố như sau: "Chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với người châu Âu và người Mỹ để đối thoại và đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận hành động xâm lược của Nga đối với lãnh thổ Ukraine. Có thể đã có những chuyến hàng vũ khí như vậy trong quá khứ" nhưng tôi có thể đảm bảo rằng không có chuyến hàng nào như vậy tới nga kể từ khi tôi nhậm chức với tuyên bố này tân tổng thống iran đang có xu hướng muốn giữ khoảng cách với nga để làm vừa lòng phương tây nhưng mà để hoàn thiện được chương trình hạt nhân của mình thì iran vẫn cần tới sự trợ giúp của người nga ngoài ra để đối phó với israel thì còn có một lựa chọn khác của iran đó là khẩn trương nâng cấp hệ thống phòng không của mình nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại thì iran cũng cần phải dựa vào nga thì mới có thể thực hiện được điều đó người nga cũng có những toan tính riêng của mình Họ cần giữ được sự cân bằng trong ngoại giao, giữ vững mối quan hệ với các đối tác đồng minh của mình ở Trung Đông, chẳng hạn như là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nếu như Nga xích lại gần Iran và trang bị vũ khí cho nước này thì Moscow cũng sẽ bị hai quốc gia hồi giáo hùng mạnh ở trên xa lánh. Đó là chưa kể tới mối quan hệ thân thiết của tổng thống Putin với thủ tướng Netanyahu. Điện Kremlin vẫn luôn tỏ thái độ trung lập, thậm chí là đôi khi còn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và chỉ thỉnh thoảng lên án trước các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc của nước này chúng tôi xin trích dẫn cuộc phỏng vấn mới nhất của ngoại trưởng nga sergei lavrov với kênh sky news arabia hôm 20 tháng 9 đề cập rõ lập trường của nga trong mối quan hệ với israel chúng tôi đã nói với các đồng nghiệp israel của mình nhiều lần rằng đất nước chúng tôi đang làm nhiều hơn bất kỳ ai khác để cứu người do thái và đánh bại những kẻ đã gây ra cuộc diệt chủng holocaust tôi có nhiều người bạn ở israel phần lớn họ đều hiểu rằng vấn đề nhà nước palestine phải được giải quyết và việc đàn áp các quyền tự nhiên của người dân Palestine là không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi có mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp Israel, bao gồm cả những người đồng nghiệp cũ. Khi nói về chính sách Trung Đông, thì tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh cam kết toàn diện của Nga đối với an ninh và lợi ích cơ bản của nhà nước Israel. Không phải vô cớ mà tôi đề cập đến sự cần thiết phải thực hiện các nghị quyết đòi hỏi giải quyết các vấn đề Trung Đông trên cơ sở hai nhà nước để hai quốc gia độc lập và có chủ quyền Israel và Palestine tồn tại như những người hàng xóm tốt an toàn cho nhau và cho toàn bộ khu vực. Cách tiếp cận thiết yếu này không cần phải giải thích, nó phù hợp với lợi ích của cả Israel và Palestine. Chúng tôi cũng luôn nhấn mạnh trong mọi hành động của mình rằng sẽ không có giải pháp khả thi nào nếu không đảm bảo được an ninh cho Israel, nhưng cũng không được gây tổn hại đến an ninh của những nước khác. Với tuyên bố này của Ngoại trưởng Nga, chúng ta có thể nhìn thấy Iran cũng khó có thể trông chờ vào nước Nga sẽ thay đổi quan điểm của mình với Israel. Mà nếu như Iran đối đầu trực tiếp với Israel thì họ chỉ còn cách là phải tiến gần hơn đến Nga. Nhưng mà điều này lại đối nghịch với xu hướng thân phương Tây của tân tổng thống Iran Pezeshkian. Cho nên, có thể nói rằng Tehran đang đứng trước một lựa chọn khó khăn ở một thời điểm khó khăn. Mặc dù đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là một điều tốt, nhưng không có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mọi kế hoạch đều khó có thể thành công. Đặc biệt là khi mà kết quả bầu cử Mỹ sắp tới sẽ còn ảnh hưởng rất mạnh tới hoạch định chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia trong khu vực. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Ukraine đang lụi tàn ở phía Đông. Hoàng Hải xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Cuộc tấn công rộng khắp của Nga ở miền đông Ukraine tiếp tục đạt được những thành quả ổn định. Trong khi đó, cuộc chiến tranh lớn sắp xảy ra giữa Israel và Iran đang chiếm phần lớn các bản tin hàng ngày và chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích những diễn biến đó trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiến tuyến Ukraine đang lụi tàn ở phía đông. Hiện tại thì lực lượng Nga chỉ còn cách trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là Pokrov vài km. Sự sụp đổ của Pogrov là chỉ báo cho thấy Nga đang tiếp quản toàn bộ khu vực Danes. Tờ Washington Post vào hôm 2 tháng 10 đã đăng bài viết về việc miền đông Ukraine đang khuất phục trước chiến thuật cải tiến của người Nga. Nó diễn ra vào lúc mà Nga đã chiếm được thành phố chiến lược Voleda tại ngã ba mặt trận Donbass và Zaporozhye. Cũng vào hôm 2 tháng 10, thì Bộ Tư lệnh Ukraine đã thông báo về việc họ rút lui hoàn toàn khỏi vùng Voleda, đồng thời cho biết là họ đã từ bỏ khu vực này sau khi gần như bị bao vây hoàn toàn và Nga đang pháo kích dữ dội mất Voleda là đòn giáng nặng nề vào hàng thủ của Ukraine. Đây là một thành phố pháo đài quan trọng nằm ở hướng Nam Danes và là thành phố tọa lạc hiếm hoi trên một vùng đất cao. Nó từng được Kiev biến thành một pháo đài hùng mạnh, các tuyến đường tiếp cận được giải mìn dày đặc, tầm nhìn trên cao giúp họ dễ dàng áp chế hỏa lực của đối phương. Và điều đó làm cho mọi cuộc tấn công của Nga trong suốt hơn 2 năm qua đều cực kỳ khó khăn. Do đó, chiếm được thành phố này là một thành quả đáng kể của quân đội Nga và họ sẽ còn tiếp tục càn quét các hệ thống phòng thủ khác nữa. Ngay cả đến tờ The Daily Beast của Mỹ gần đây cũng nhấn mạnh rằng trong khi Tổng thống Zelensky đang trình bày kế hoạch chiến thắng của mình tại Washington thì lực lượng của ông ấy đã phải chịu hết tổn thất này đến tổn thất khác. Sau 2 năm rưỡi chiến tranh, binh lính Ukraine đã mệt mỏi. Những người lính nói rằng họ được trang bị thiếu thốn và phàn nàn là họ đang được thực hiện các nhiệm vụ bất khả thi khi mà Kiev phải vật lộn để cung cấp tân binh cho quân đội và mua thêm vũ khí phương Tây để ngăn chặn sự tiến công của người Nga. Họ cũng từ chối mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy bởi vì coi đó là những nhiệm vụ tự sát. Với sự huấn luyện sơ sài và điều kiện chiến trường khác xa với những gì mà họ biết, những người đàn ông được cử đi thực hiện các nhiệm vụ tự sát, họ được yêu cầu phải xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù để tấn công, nhưng mà lại không được cung cấp vũ khí để thực hiện điều đó. Đài phát thanh Radio Free Europe đã xác nhận cảnh quay đang được lan truyền rộng rãi cho thấy rằng quân đội Nga đã dương cao lá cờ trên tòa nhà hành chính ở trung tâm Vuleda. Vuleda đã mất và dự báo sắp tới sẽ là Pokrov, có một thông tin thú vị khác từ tờ Washington Post nêu ra, đó là việc phá hủy đường sắt và các cây cầu xung quanh Pokrov, có nghĩa là thành phố này thực sự đã thất thủ. Tất nhiên là người nga sẽ không phá hủy những cây cầu bắc qua sông Dnipro hay bất kỳ một tuyến đường sắt nào của Ukraine nối với Ba Lan, nhưng mà ít nhất thì họ cuối cùng cũng đã phá hủy những cây cầu gần mặt trận Donbass. Nga cũng đã cải tiến các chiến thuật tấn công để đạt được nhiều lợi thế. Chẳng hạn theo tờ Washington Post thì nga hiện tại đang dựa vào đội hình tấn công nhỏ chỉ có 4 binh sĩ mỗi nhóm để tránh sự theo dõi của máy bay không người lái Ukraine. Người Nga cũng có nhiều thiết bị hơn Ukraine và có thể phối hợp tấn công tốt hơn. Trong suốt cuộc chiến này, thì quân đội Nga thường xuyên bị Ukraine và cả phương Tây cáo buộc là đã sử dụng các cuộc tấn công bằng thịt. Hay hiểu nôm na là chiến thuật biển người, rằng người Nga cố gắng áp đảo đối phương bằng một lượng lớn những binh sĩ có năng lực yếu kém, dồn họ đến tiền tuyến mà không cần quan tâm đến số lượng thương vong. Cả Nga và Ukraine cũng đều bị cáo buộc là sử dụng các tù nhân phạm tội trong nước và đưa họ ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Nhưng mà hiện tại, quân đội Nga đã chuyển sang các đội hình tấn công nhỏ, có sự hỗ trợ của không quân ném bom vào chiến hào và tuyến hậu cần của đối phương gần tiền tuyến. Chúng đã mang lại cho Nga những bước tiến quan trọng, chậm nhưng chắc. Có vẻ sẽ là hơi nghịch lý khi nói rằng quân Nga chậm rãi tiến lên, nhưng họ đã tiến nhanh hơn do áp dụng chiến thuật này. Tuy nhiên, đúng là như vậy. Hiện tại thì các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị tại Mỹ được cho là rất quan ngại về sự tiến bộ nhanh chóng của quân đội Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Cus Campbell cho biết rằng một phần nguyên nhân đó là do mối quan hệ đáng gờm của Nga với Trung Quốc. Vào hôm 2 tháng 10 thì ông Campbell tuyên bố những gì chúng ta thấy trong suốt 2 năm qua là sự tái cấu trúc của quân đội Nga với tốc độ và quyết tâm, thành thật mà nói, khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Ông ấy cũng thừa nhận rằng đây là một chủ đề thực sự gây lo lắng cho phương Tây. Campbell luật luận thêm rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow có lẽ là mối quan hệ song phương quan trọng và to lớn nhất trên toàn cầu hiện nay mà chúng ta cần phải lưu ý và phản ứng. Ông này còn cho biết thêm rằng phương Tây không thể chấp nhận những kết quả bất lợi sẽ dẫn đến việc Nga hoặc Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể áp dụng những kinh nghiệm này ở những nơi khác. Tuy nhiên, ông Campbell lại quên mất một điều. Đó là chính chính sách đối ngoại sai lầm của chính quyền Biden, chống Nga tới cùng mới là cú hích quan trọng nhất đẩy nước Nga sát lại gần hơn với Trung Quốc. Nhờ các lệnh trừng phạt và các quan điểm bài Nga mạnh mẽ của phương Tây, mối quan hệ Nga-Trung hiện tại đang thay đổi. Tuy nhiên, Nga vẫn chủ trương là vừa hợp tác và vừa phải đề phòng, nhờ và nhưng vẫn nghi ngại Trung Quốc. Cần phải lưu ý là trước khi xung đột Ukraine nổ ra, giới quân sự Nga, đặc biệt là Alexander Saravin, giám đốc Viện Phân tích Chính trị và Quân sự Nga, đồng thời được cho là bộ óc thứ hai của Tổng thống Putin, đã coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh trực tiếp với Nga. Và quan điểm này cũng trùng hợp với cựu Tổng thống Donald Trump. Những phán đoán trên dựa trên cơ sở rằng Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh và đã trở thành mãnh thú hút năng lượng. Để giành được nguồn cung cấp nguyên vật liệu sau khi đã vận dụng hết các biện pháp hòa bình thì Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài nguyên của thế giới. Mà bước đầu tiên đó là o ép các quốc gia láng giềng nhỏ bé ở xung quanh, bao gồm cả các quốc gia có chủ quyền tại Biển Đông. Đối với nước Nga, ông Saravin nói rằng sự đe dọa của Trung Quốc không phải là lúc này, mà là sau khi Trung Quốc đã trỗi dậy, tức là 20 năm sau, thậm chí là lâu hơn. Trung Quốc sẽ thiếu tài nguyên trầm trọng và sẽ không còn có sức để duy trì nền kinh tế phát triển của mình. Cho nên, họ sẽ lăm le nhòm ngó đến tài nguyên dồi dào của Nga. Do đó, Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa quân sự lớn nhất của Nga. Minh chứng rõ nét nhất về việc Nga luôn cảnh giác với Trung Quốc, đó là tờ Financial Times đã đăng tải bài viết dẫn chứng một tài liệu đã có từ hơn 10 năm trước, nói về các kế hoạch tập trận phòng thủ của Nga với kẻ thù giả định là Trung Quốc. Đặc biệt, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền ở Bắc Kinh vào năm 2012, thì tài liệu này ghi rằng Nga có thể đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nhằm ngăn chặn bộ binh Trung Quốc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của mình. Kế hoạch tập trận này ngầm ám chỉ rằng Moscow chưa bao giờ thực sự tin tưởng Bắc Kinh và sẵn sàng sử dụng vũ lực trước mọi cuộc xâm lược vào vùng viễn đông của Nga. Tờ Asia Times cũng từng cho biết Trung Quốc đang nhăm nhe đòi Nga trả lại vùng đất viễn đông này. Tuy nhiên, mối quan hệ nghi kỵ giữa Nga và Trung Quốc hiện tạm thời cần phải gác lại do chính sách thù địch của phương Tây thông qua cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine. Nếu chiến tranh Trung Đông nổ ra, Israel không thể chiến đấu trên nhiều mặt trận với Iran. Sau 3 ngày diễn ra cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel vào đêm ngày 1 tháng 10, đã có nhiều công bố thiệt hại tại các căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel. Trong đó có căn cứ không quân Nevatim, nơi được cho là có nhiều cảnh quay ghi lại nhất về các cuộc tấn công. Lý do đó là vì căn cứ không quân này nằm ngay cạnh ngôi làng Bedouin của người Palestine. Những đoạn video do dân làng đăng tải trên Internet cho thấy có tới 10 tên lửa đạn đạo đã phát nổ trên mặt đất. Hình ảnh vệ tinh cũng chụp lại căn cứ không quân Nevatim trên sa mạc Negev, ghi lại thiệt hại đáng kể của phía Israel. Có 5 vụ nổ xảy ra, trong đó một nhà chứa máy bay và một đường băng đã hư hại. Hiện tại, quân đội Israel đã kiểm duyệt việc đưa tin về các địa điểm quân sự bị Iran tấn công, khiến việc đánh giá toàn bộ thiệt hại trở nên khó khăn hơn. Quân đội Israel xác nhận rằng một số căn cứ không quân thực sự bị ảnh hưởng, nhưng cũng nói rằng thiệt hại được coi là không đáng kể không ảnh hưởng tới các hoạt động liên tục của máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và kho đạn dược hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Israel cũng giải thích là họ không muốn tiết lộ những thông tin có thể vô tình giúp Tehran hiểu được mức độ thiệt hại mà họ đã gây ra. Nhưng mà nhìn chung, cuộc tấn công của Iran có ảnh hưởng lớn hơn so với cuộc tấn công vào tháng 4. Hồi tháng 4 thì Iran đã kết hợp máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Vì tên lửa hành trình và đặc biệt là máy bay không người lái có tốc độ bay chậm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo, cho nên, chúng phải được bắn trước 8 tiếng và phần lớn đã bị Israel đánh bại. Mặc dù cũng giống như lần trước Iran đã thông báo trước về thời điểm tấn công cho phía Mỹ, nhưng chiến thuật tấn công lần này thì khác, họ chỉ sử dụng mình tên lửa đạn đạo và Tehran thậm chí còn không cho phép các chuyến bay dân sự hạ cánh để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Kết quả là có nhiều tên lửa đã trúng mục tiêu hơn. Như vậy thì Tehran cũng đã chứng tỏ rằng lần tấn công mới nhất này sắc bén hơn nhiều so với hồi tháng 4. Câu hỏi đặt ra đó là liệu Iran có khả năng thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn nữa hay không. Phương Tây dự đoán Iran có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo với tầm bắn vươn tới Israel. Nhưng vấn đề là để tên lửa bay lên thì còn cần số lượng phương tiện phóng đủ lớn. Iran có thể bắn loạt đạn lớn nhất là bao nhiêu và họ có thể bắn loạt thứ hai sau loạt đầu tiên nhanh như thế nào? Đây đều là những câu hỏi mà giới quan sát đang quan tâm. Về nguyên tắc, tấn công đồng loạt để áp đảo vòm sắt cùng một lúc thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chia nhỏ thành các đợt phóng liên tiếp nhau. Cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran vào Israel đã cho thấy một thực tế an ninh khiến cho phương Tây phải kinh ngạc. Đó là hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel không hiệu quả như là họ nghĩ. Số lượng tên lửa lao tới là quá lớn. Iran cho biết là họ đã phóng 400 tên lửa, còn phía Mỹ thì ước chừng chúng khoảng 200 tên lửa. Cũng có thể thành công lần này của Iran một phần đến từ việc họ đã sử dụng tên lửa siêu thanh thế hệ mới. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cuộc tấn công này đã thay đổi quan điểm phổ biến về phòng không của Israel. Hiện tại giới quan sát đang mổ xẻ chiến lược của Israel. Hoặc là họ đang cố gắng để tiêu diệt hàng ngũ lãnh đạo của kẻ thù và khiến cho lực lượng của chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn nhằm tránh leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn hơn. Hoặc họ cũng đang hoặc cũng có thể là họ đang nhằm mục đích chọc giận Iran và chủ động lôi kéo nước này vào một cuộc chiến tranh lan rộng. Tuy nhiên, nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh trực diện với Iran, Israel sẽ không thể một mình chống chọi với kẻ thù trên nhiều mặt trận cùng một lúc với sự tham gia của Hamas, Hezbollah, Houthi và Thánh chiến Palestine. Trong quá khứ thì Israel dựa vào ưu thế vũ khí của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ các nước láng giềng. Nhưng mà khoảng cách đó rõ ràng là đang thu hẹp, như chúng ta đã thấy với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đêm ngày 1 tháng 10 vừa qua. Bài học từ Ukraine cũng cho thấy rằng xe tăng của Israel sẽ rất khó để có thể sống sót trên chiến trường, giống như trước đây, nếu như máy bay không người lái giá rẻ được sử dụng ồ ạt. Năm 2006 thì Israel đã cố gắng tấn công Liban, nhưng mà đã nhận phải những kết quả thảm khốc và có lẽ đó là lý do tại sao lần này họ chọn tấn công vào ban lãnh đạo của Hezbollah trước. Như chúng ta cũng đã thấy ở Ukraine, chiến tranh cơ động không còn hiệu quả do máy bay không người lái và công nghệ thu thập thông tin tình báo hiện đại đã tiến bộ vượt bậc. Các quốc gia có nhân lực lớn hơn sẽ có lợi thế hơn trong một cuộc chiến tranh tiêu hào. Và hiện, bản thân Iran đang có lợi thế đáng kể về mặt nhân lực so với Israel. Nếu như chúng ta xem xét về dân số, Iran có lợi thế hơn với 88 triệu người so với 9,5 triệu người của Israel. Trong đó, Iran sở hữu tới 610.000 lính chính quy, còn Israel thì là 170.000. Đó là còn chưa kể tới lực lượng ủy nhiệm đông đảo đến từ Liban, Syria và Yemen. Khả năng bổ sung lực lượng của Iran bằng những tân binh thông qua chế độ nghĩa vụ quân sự chắc chắn cũng sẽ vượt trội hơn so với Israel. Trừ vũ khí hạt nhân thì không có một loại vũ khí công nghệ cao nào có thể cân bằng được thế trận và giúp cho Israel giành được chiến thắng trong một cuộc chiến tranh trên bộ ở nhiều mặt trận. Điều này có nghĩa là người Israel sẽ cần tới sự hỗ trợ của đồng minh của mình. Vậy thì quốc gia nào sẽ là ứng cử viên tốt nhất để hỗ trợ Israel trong cuộc chiến này đây? Người Mỹ thì đang muốn tránh xa các cuộc chiến tranh phiêu lưu ở nước ngoài, cho nên tình hình có vẻ không khả quan. Cuộc bầu cử Mỹ đã bắt đầu bước vào giai đoạn kịch tính và người ta đang tự hỏi là liệu chiến tranh với Iran có phải là sự kiện bất ngờ trong tháng 10 hay không? Hiện tại thì Tổng thống Biden cho biết Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran và ông này sẽ không ủng hộ các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân, nhưng mà sẽ đảm bảo Tehran phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn có thể đảo lộn cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tại Mỹ. Ngay cả khi Trump thắng cử thì chính quyền Biden vẫn có đủ thời gian để lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến với Iran trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu năm 2025. Phe của bà Harris sẽ lập luận rằng việc thay đổi lãnh đạo và chính sách trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hoa Kỳ. Và như vậy Vũng lầy Trung Đông rất có thể sẽ tiếp tục làm chật bánh đoàn tàu an ninh của Hoa Kỳ. Cho đến thời điểm này thì Israel vẫn chưa tấn công trực diện vào Iran, nhưng mà dường như họ đang tấn công vào các mục tiêu của Iran tại Liban và Syria. Ngày hôm qua thì Israel đã tấn công các mục tiêu tại trụ sở tình báo của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban. Đồng thời, vào dạng sáng ngày 3 tháng 10 thì Israel đã nhắm vào các nhà kho gần căn cứ không quân Haniim của Nga ở phía tây của tỉnh Latakia thuộc Syria. Giới quan sát nghi ngờ đây là kho vũ khí của Iran. Quân đội Israel cũng tiếp tục chiến dịch quân sự trên bộ tại Liban và đã chịu nhiều tổn thất. Một nhóm binh sĩ Israel đã rơi vào một ổ phục kích, kết quả là 8 binh sĩ thiệt mạng. Đây là tổn thất nặng nề nhất mà quân đội Israel đã phải gánh chịu trên mặt trận Liban trong năm vừa qua. Có thể nói rằng, xung đột đang khiến cho các bên phải chịu thiệt hại về người và của. Nhưng mà có một thế lực lại trục lợi từ những điểm nóng chiến sự trên toàn cầu. Có một thế lực đang hưởng lợi từ xung đột Gaza và Ukraine. Ở một nơi cách xa chiến sự Ukraine, Gaza và Liban, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ như là Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman và L3 Harris đều đang tăng vọt. Vào hôm 1 tháng 10, thì tờ Forbes viết rằng, cổ phiếu quốc phòng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh leo thang ở Trung Đông. Không rõ là các nhà tài phiệt kinh doanh vũ khí các giám đốc điều hành những tập đoàn này sẽ cảm thấy như thế nào về việc sản phẩm của họ được sử dụng trong các cuộc tàn sát ở Gaza và leo thang nguy hiểm ở Liban. Phần lớn họ đều không đề cập đến điều này mà chỉ vui mừng thông báo cho các nhà đầu tư rằng sự hỗn loạn và bất ổn ở các điểm nóng như là Ukraine hay là Gaza có nghĩa là sản phẩm của họ sẽ được các đồng minh cần mua với số lượng lớn. Forbes viết như sau: cổ phiếu quốc phòng thường tăng giá trong thời điểm xung đột gia tăng, bởi vì doanh thu của các công ty phụ thuộc nhiều vào các hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng thường tăng khi các đồng minh như là Israel và Ukraine có chiến tranh không ai trong nhóm tài phiệt vũ khí cảm thấy e ngại về những tác động thảm khốc đối với con người ở gaza bờ tây liban và ukraine cho nên sẽ cần phải có những thay đổi trong chính sách của chính phủ hoa kỳ để ngăn chặn các thương vụ buôn bán vũ khí chiến tranh một cách vô đạo đức và ông trump thì có hẳn một kế hoạch tổng thể để tiêu diệt nhóm lợi ích này ông ấy tuyên bố rằng hoặc là nhà nước ngầm phá hủy nước mỹ hoặc là chúng ta cần phải phá hủy nhà nước ngầm điều đó có nghĩa là trump sẽ phá vỡ mạng lưới lợi ích giữa các nhà hoạch định chính sách mỹ Giám đốc điều hành công ty quốc phòng và các thành viên của Quốc hội. Và mặc dù là mọi người đều hy vọng rằng viễn cảnh đó có thể xảy ra, nhưng mà quả thực tương lai thì quá bất định và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều bất ngờ gì sẽ đến trong tháng 10 này quý vị nhé. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.